lên tiếng chê bai Gam, Dolby bị chính fan LPL nhắc lại nỗi đau năm 2021. Chiến thắng của Gam là hoàn toàn xứng đáng nếu theo dõi đầy đủ hành trình leo tháp của đội tuyển vàng đen. Chưa kể, ngay trong trận BO5 với Team Wales, bản thân Gam cũng thể hiện vượt trội hơn hẳn. Sau đó, dù chưa biết vòng Swiss của Gam sẽ thế nào, nhưng họ đã chứng tỏ đẳng cấp và vị thế, dù Team Wales cũng thi đấu rất nỗ lực ở các trận trước. Tuy nhiên, chính vì thành tích của Gam gần đây tại Chung kết Thế giới 2022 và MSI 2023 nên đội không nhận được sự tin cậy, cả với khán giả trong nước lẫn giới liên minh quốc tế. Trên một số diễn đàn, không chỉ fan VZ mà cả các chuyên gia cũng không đặt niềm tin vào Gam. Như Donby là một ví dụ, cựu đường giữa Li-Ning phát biểu trên stream sau trận đấu giữa Gam và Team Wales. Gam có vẻ sẽ bước vào vòng trong, nhưng lần này khó làm nên chuyện lắm. Đâu còn top eSports ở đó đâu. Đáng tiếc khi Team Wales lại thất bại. Tuy nhiên, bình luận của anh đã bị chính fan LPL chê cười và phản pháo gay gắt. Bởi lẽ năm 2022, Donby thậm chí còn không thể góp mặt tại chung kết thế giới. Và ngay khi anh rời đi, Li-Ning có nhiều thay đổi. Một trong số đó là chiêu mộ Scout thay thế chính vị trí của Donby trước đây, và họ đã trở lại ngay với chung kết thế giới năm nay. Ngoài ra, đau hơn cả là có một số fan nhắc lại thành tích của Donby cùng fan Plus Phoenix tại chung kết thế giới 2021. Khi đấy, Phượng Hoàng Lửa dù là Á quân LPL nhưng đã phải bơi về nước khi vòng bảng còn chưa kết thúc. Không phải năm xưa anh cũng rời giải sau vòng bảng sao, vậy thì khác gì Gam đâu. Thực tế, bản thân Donby hiện cũng không còn là tuyển thủ, nhưng chắc chắn đối với anh và fan của anh cũng như fan Plus Phoenix, nỗi đau năm 2021 là điều không ai có thể quên. Đó cũng là lần đầu tiên người ta chứng kiến một đội Á quân LPL bị loại khi vòng bảng chung kết thế giới còn chưa kết thúc. Thậm chí, thành tích này còn tệ hơn top eSports năm 2022 khi họ vẫn được đánh trận cuối cùng vòng bảng để quyết định số phận.